Hello mọi người, chào mọi người đã đến kênh YouTube của Thư Heo nhé. Hôm nay Thư cùng bạn bè Thư đi ăn món gà nướng phô mai nha. Cái này là ở đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3 đó mọi người. Đây làm đồ ăn rất là ngon. Để mình dứt cái đùi trước rồi mình review cho mọi người coi nó ngon thế nào nha. Sau khi ăn no nê rồi thì cùng đi uống một chút bia và trái cây cùng những người bạn thân yêu của mình.